Hello anh em nha. Ê, Vika xin chào tất cả những bạn đã và đang ủng hộ Vika và cả những bạn mới xem lần đầu luôn nha. Mỗi ngày Vika vẫn cố gắng luyện tập để thực hiện thử thách solo squat lên huyền thoại ở mấy chỗ Thái Lan. Nhưng mà Vika leo hơi chậm tại vì mỗi ngày Vika chơi có vài trận thôi. Với Vika đi solo squat mà mấy bạn Thái Lan bắn cũng hay nữa. Nên có gì anh em thông cảm nha. Vika sẽ cố gắng hết sức. Ok, chúng ta đến với trận đầu tiên nha. Ôi trời, nãy giờ Vika đi hết cái map không gặp ai vô top 2 luôn kìa anh em à. Mà cuối cùng cũng không thấy người còn lại đâu. À đấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ui trời, không thể tin được. Ôi trời, không thể tin được. Top 1, giết một mạng anh em ơi. Lên kim cương luôn rồi anh em à. Ui, cái trận hồi nãy mấy bạn Thái Lan làm như sợ Vika lên kim cương không được cho nên cho Vika một trận top 1 giết một mạng luôn anh em ơi. Anh em tranh thủ chơi sự kiện đi nha, Vika sắp lên huyền thoại rồi nha. Mà hôm mấy bữa Vika lên trên kim cương á, vừa mới lên thôi là người ta bắn khác liền á anh em à. Không biết bây giờ sao thôi. Ấy, có người kìa, có người kìa. Có người trong nhà này anh em ơi. Chết rồi, mới trận đầu lên kim cương anh em à. Ok. Diệt được một rồi. Ôi. Căng thế nhỉ? Có cần phải căng vậy không ta? No, mới vừa lên kim cương luôn anh em à. Trời đất ơi. Trời, anh em thấy không, mới vừa lên kim cương là thấy khác biệt liền. Mấy bạn nhào vô bắn tùm lum à, chứ không có núp đâu. Ơi, có người dưới đây à. Có người dưới đây anh em ơi. Có bồ không ta? Mà nó chỉ ban tao chơi luôn, chứ sợ gì đúng không anh em à. Ơi, có người. Mình YouTuber mà sợ vậy anh em à, chơi luôn. Cùng lắm mày súng răng thôi chứ dữ à. Cùng lắm mày súng răng thôi chứ có gì đâu mà ghê anh em à. Cùng lắm mày súng răng chứ làm gì ghê vậy. Chơi luôn anh em à. Ok. Anh em thông cảm nha, Vika tự nhiên gặp người cái nói bị lẹo lưỡi luôn anh em, nói tè le. Mà bên Thái Lan mấy bạn thích chơi 1887 kìa anh em, thấy sát nào cũng có 1887 hết à. Ok, chơi combo MP5 với lại 1887 ha. Ồ, có ai mới chạy xe qua kìa anh em ơi. À đây đây có người kìa, có người kìa. U trời đất ơi. Có cần phải gắt vậy không hả? Ok, lại đi anh em à. Vika cảm thấy là sôi máu rồi đó anh em à. YouTuber mà sợ vậy anh em à. Bồ đâu, bồ đâu. Ra chơi luôn. Không có bồ đâu anh em. Ý, có Ragunot kìa anh em ơi. Cũng may là hồi nãy bạn kia không có bồ, chứ có bồ chắc Vika cũng tập rồi. Ê, chắc Vika cũng lên dĩa từ nãy giờ anh em ơi. Có bồ không? Có bồ không? À đây, thấy bồ rồi, thấy bồ rồi anh em à. Ok. Còn bồ không? Còn bồ không? Bắt làm con tin anh em ơi. Còn bồ không? Còn bồ không? Ui 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 ui. Có tim anh em ơi. Ui, đây có nữa. Team nào vậy ta? Ui,
Chết rồi, mình kẹt dưới 2 team rồi, giờ sao ta? Team này nữa. Ui, 3 team luôn. Ba team luôn anh em à. Gạt luôn. Ôi. Ui, còn có 2 người thôi anh em ơi. Ý, ở đây thấy à. Ơi. Ok. One shot luôn anh em ạ. Ok, lại nha. Tính ra ở răng kim cương này dễ quay highlight hơn anh em ơi, tại vì mấy bạn ấy không có núp nhiều. Nhưng mà bị cái là cái kỹ năng cá nhân của mấy bạn ấy cao quá, cho nên kiểu như mình cũng dễ tập đó, chứ cái vấn đề là mình có cân 4 được không để mình làm highlight, chứ nếu mà cân 4 được thì nó sẽ rất là đẹp mắt anh em ạ. Đây có tiếng chân. Ơi. Ông này ông có mũ à, hay là sao mà hai hit súng lục mới chết ta? À? Hai hit KM500 mới chết kìa. Đâu có mũ đâu ta? Sao đam yếu vậy? Bên đây có người kìa. Thế em không chết anh em à. Ơi. Ôi, em chết luôn kìa. Một con chạy qua. Ông này em chạy qua thêm cứu bò hay gì vậy? Ôi, hôm nay quên đem cái huy hiệu thợ săn anh em ơi. Ê, có người đây hả? Trời ơi, hết hồn luôn. Thấy cái gì vàng vàng ấy, tưởng cái gì chứ anh em à. Vicka tưởng con gái tính bảo vệ, nhưng mà bạn ấy manh động quá anh em ạ. Bạn nhảy vào bắn Vicka quá trời luôn. Mình đang canh team này, lại có team khác nữa anh em à. Yeah. Ôi, ổng đi qua hồi nào mà mình không nghe tiếng luôn ta. Ok, lạ anh em à. Tính ra ở răng kim cương này quay highlight dễ hơn anh em. Nhưng mà cái vấn đề là kỹ năng của các bạn cao quá. Vấn đề là mình có cân nổi hay không thôi. Chứ nó dễ ở chỗ là mấy bạn ấy không có núp, thì kiểu như là lúc nào cũng có người cho bắn hết á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là có bắn lại mấy bạn ấy không thôi. Có bộ không ta? Đang mãi nói chuyện em à. Ui, có người kìa anh em ơi. Còn ta. Ui, nghe tiếng chân trong nhà, nghe tiếng chân trong nhà kìa. Ui. Hết hồn luôn anh em ạ. À. Ấy có người. Trời. Ở trên núi bắn nữa à. Team khác xuống anh em ơi, team khác chứ không phải team nãy đâu. Có người bên đây nè. Trời ơi, bắn cỡ đó mà không xuyên nhê anh em à. Ok, hay mình chơi một ván solo răng đi ha, để Vicka có thời gian tâm sự với anh em. Chứ chơi team 4 Vicka tập trung quá không tâm sự với anh em được.
lâu lắm rồi không tâm sự với anh em. Thì có một số bạn hỏi Vika là Vika có kiếm được nhiều tiền từ YouTube hay không á. Thì tại vì Vika chưa có nhận được tiền cho nên Vika cũng không biết được. Nhưng mà theo cái thống kê mà YouTube đưa ra á, thì hiện tại cái doanh thu YouTube của Vika nó sẽ bằng khoảng... Ôi, đợi xíu nha anh em. Ok, nó bằng khoảng 1/4 hoặc là 1/3 cái thu nhập mà anh Vika đang, thu nhập chính của Vika đang làm ở bên ngoài á. Nhưng mà tại vì mình làm cái YouTube này nó cũng mất thời gian á anh em, làm video á, cho nên cái công việc chính của Vika nó cũng phải bớt bớt lại. Thành ra cái doanh thu của Vika trước và sau khi làm YouTube á thì nó cũng tương đương với nhau thôi. Nhưng mà được cái là Vika được làm video cho anh em xem, như thế là ok rồi anh em à. Tại vì ngày xưa mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ phù hợp với cái công việc streamer hay là YouTuber đâu. Tại vì Vika nói chuyện rất là nhạt anh em à. Anh em để ý thấy không, Vika nói chuyện bao nhạt luôn á. Nhưng mà sau khi đăng video lên có nhiều bạn vô nói là em thích coi video của anh lắm, video của anh làm rất là vui, em đi học về, em đi học về em xem thì em thấy cũng rất là thoải mái, nên ngày nào em cũng vô xem. Thì Vika thấy vậy cũng vui ghê anh em ạ. Cho nên Vika dạo này chịu khó làm video là vậy đó. Nhưng mà cũng có những người, có những người nói xấu sau lưng Vika này nọ, thì cái đó Vika cũng không có quan tâm anh em ạ. Ui, ngồi nha. Tại vì á, mình á, mình chỉ quan tâm tới những người mà ủng hộ mình thôi, chứ mình đâu việc gì phải quan tâm tới những người mà chỉ biết nói xấu mình, chỉ biết dìm người khác xuống, đúng không? Cho nên hiện tại á, Vika không quan tâm bất cứ thứ gì, ai nói ngã nó nghiêng Vika không có quan tâm. Vika chỉ biết là ngủ dậy, tập luyện và làm video cho mọi người xem, thế thôi. Thì nếu mà xem video của Vika có cái gì mà Vika làm không hay á thì anh em góp ý với Vika nha. Ok. Tại vì Vika biết là kiểu như mình cũng mới làm thôi, cho nên cũng chẳng biết làm như thế nào để mọi người thích á. Nhưng mà cái vụ mà anh Vika nhạt quá, Vika không biết sửa chữa làm sao luôn anh em ạ. Với có mấy bạn hỏi là trước khi chơi Free Fire thì Vika có chơi game khác hay không á, thì trước khi chơi Free Fire Vika chơi khá là nhiều luôn anh em ạ. Mà Vika chơi trên PC thôi, như là PUBG nè, CSGO cũng có chơi. Rồi nói chung là những cái tựa game mà về kỹ năng á, Vika chơi nhiều lắm. Có một tựa game mà siêu kỹ năng luôn, đó là Genz á, mà không biết mọi người biết không. Hồi xưa là Vika cũng thuộc dạng thứ dữ trong cái game đó này mà. Có người à. Ơi, ui, trong đây có người anh em ơi, bắn thế cũng chết nha. Ui trời đất ơi, hai cái one shot luôn. Mà nói chung game bắn súng nào thì nó cũng như nhau thôi nè, nó đều thuộc về độ chính xác nè, đọc tình huống, phân tích tình huống á, rồi bản lĩnh của người chơi, rồi một phần sự nhanh nhẹn nữa. Thì nói chung chơi những tựa game khác á, thì nó cũng có cái kinh nghiệm để mà chơi Free Fire hay là chơi những cái dòng game mà bắn súng góc nhìn người thứ ba khác. Người thứ nhất thì nó cũng vậy thôi, cũng là game bắn súng. Con người bên đây luôn. Xa quá, không quan sát được. Hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Ui, không quan sát được anh em à. Mình Thái Lan mấy bạn này bắn solo kỹ năng tốt ghê á. Rất là khó bắn anh em à, rất là khó lộ cái sơ, rất là khó để bắt được cái sơ hở. Ui, sao mà không bắn dính gì hết nha.
Trời ơi, quần với ông này xong bị ông khác bắn luôn em ơi. Ok, hôm nay chơi tới đây thôi ha. Evica sẽ tập luyện thêm rồi ngày mai chơi tiếp cho anh em xem. À, mọi người có câu hỏi gì á, thì comment ở dưới video rồi mai Evica trả lời luôn nha. Bây giờ Evica sẽ tổng kết kết quả của mini game kỳ trước. Câu hỏi của mini game kỳ trước là tổng số lần Evica đã hết sọt tính luôn những lần chỉ gục chứ chưa chết cộng thêm cho 23 là bao nhiêu? Thì số lần Evica hết sọt là 45 cộng thêm 23, đáp án sẽ là 68 nha. Chúc mừng những bạn sau: bạn Phúc Minh, bạn Linh Nguyễn, bạn Đồng Đăng, bạn Yêu Game và bạn Bắp Gaming đã nhận được 111 kim cương nha. Ok, nhiều khi câu hỏi của mini game kỳ này chắc mọi người cũng đoán được luôn đó. Câu hỏi là tổng số lần Vizca đã hết sọt tính luôn cả lần chỉ gục chứ chưa chết cộng thêm cho 2 là bao nhiêu. Anh em nhớ trả lời đúng cú pháp và không được spam nhiều đáp án và số may mắn khác nhau nha. Có nhiều bạn làm như vậy nên không nhận được phần thưởng đó. Cú pháp là tổng số lần hết sọt cộng 26 ... rồi tới ID game của bạn, rồi tới 4 số may mắn bất kỳ, rồi cuối cùng là bình luận về video nha. Anh em nhớ bình luận có tâm một xíu nha. Ok, mỗi ngày Vizca đều sẽ đăng một video, anh em vào xem cho vui nha. Cũng đừng quên đăng ký và ấn chuông để ủng hộ Vizca. Chúc mọi người học tập và làm việc tốt. Bye bye anh em.